Giá trị đội hình của câu lạc bộ Hà Nội còn bao nhiêu sau khi chân sút số 1 Quang Hải rời đi thi đấu ở nước ngoài? Sau cuộc đàm phán cuối cùng không đạt được thỏa thuận, việc tái ký hợp đồng không tìm được lối ra, Quang Hải và Hà Nội FC sẽ sớm đường ai nấy đi vào giữa tháng 4. Nguyên nhân là bởi cả hai bên không đi đến thống nhất về chuyện đãi ngộ, lương thưởng. Tiền vệ sinh năm 1997 muốn một bản hợp đồng kéo dài 3 năm với giá trị 5 tỷ đồng một năm, tương đương khoảng 460 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, mức lương hiện tại 400 triệu đồng một tháng là chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thế nhưng việc buông tay Quang Hải liệu có phải là tổn thất quá lớn cho câu lạc bộ Hà Nội? Theo trang chuyển nhượng Transfer Market, giá trị đội hình của Hà Nội FC được định giá 5,35 triệu bảng Anh, tương đương với 134,7 tỷ đồng. Khi ấy ngoài Quang Hải, câu lạc bộ sở hữu những cái tên cực sáng như Nguyễn Thành Trung được định giá gần 7 tỷ đồng và bộ ba Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu có giá trị tương đương hơn 38 tỷ đồng. Chia tay Quang Hải, câu lạc bộ Hà Nội sẽ mất đi cầu thủ có giá trị cao nhất Việt Nam lên đến hơn 10 tỷ đồng. Song gió này liệu có thể làm lung lay bầu hiển và Hà Nội FC, và liệu rằng ai sẽ là cái tên có thể thay thế hào quang mà Quang Hải để lại vẫn còn là chuyện của tương lai. Không biết Quang Hải có kịp quay xe hay không khi mà Hà Nội FC đã sẵn sàng buông tay một người không còn muốn ở lại.